Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Mặc dù trong ngày hôm nay tôi cũng đã tập trung toàn bộ năng lực của tôi vào cái việc làm nhạc, tập trung mọi cái niềm đam mê, thời gian cũng như công sức vào việc làm nhạc, nhưng mà vẫn dành ra một chút thời gian để hôm nay có thể là ra video clip nha anh em nhá. Video clip về AutoChat ấy. Đấy. Như ngày hôm qua anh em cũng đã biết là tôi ra cái bộ Glitter. Đó, thì trong cái video clip đấy có rất nhiều anh em hỏi là cái bộ nào counter và cái bộ greeter. Thì hôm nay tôi sẽ chơi luôn nha anh em nhá. Chúng ta sẽ chơi những cái bộ line up counter và greeter trong ngày hôm nay. Ô. Ảo ma Calada. Đang định chơi counter và greeter thì nó lại cho greeter thế này thì có chết không như vậy. Hay là lại chơi greeter. Meta này mờ greeter mạnh lắm anh em ạ. Cho cả con flame nhá. Flame luôn ấy. Mà cái con này tôi cũng rất là muốn mua. Chà. Đang bảo là định chơi counter và greeter nhưng mà cuối cùng nó lại ra ra cái bộ greeter sớm này. Hơi khó nghĩ nhở. Tôi thấy cái con Shadow ấy nó trong cái bộ 9 phe giờ. Nó là một trong cái line up và counter và greeter rất là khỏe. Đấy. Thì tôi định chơi là counter và greeter. Nhưng mà xong rồi cuối cùng là nó lại ra greeter. À, thế có nên chơi greeter không? Thua à? Greeter mạnh như thế mà vẫn thua round đầu tiên. Gặp phép. Thực ra là cái bộ Greeter tôi thấy nó cũng không mạnh lắm đâu mà các anh em cứ hỏi cách counter. Thực ra có rất nhiều cách counter luôn đấy. Cái bộ Greeter nó sợ rất nhiều line up. Tôi có thể lấy kể một vài ví dụ tiêu biểu như là Warrior này, hay là 9 Feather, hay là 5 dòng 9m. Đó là những cái bộ cực kỳ counter luôn. Thậm chí là kể cả Mid Shaman thì vẫn có thể ăn được Greeter rất là dễ. Đó, Mesaman bây giờ đang meta rất khỏe. Hunter kẹp lùn chẳng hạn thì cũng có thể đấm được Greeter. Đấm ác luôn ấy. Thế là nói chung là cái bộ này mặc dù là nó bắp lên cái việc là đánh khi mà có cái tác động giam cầm thì nó sẽ gây được 100 đam ấy. Nhưng mà tôi nói thật với anh em là đam vật lý thì 100 đam nó cũng không ăn thua. Những cái con co nó mới đánh nhanh thì nó mới gây được ra cái lượng đam lớn thôi. Đam to rồi đánh nhanh, chứ còn những cái con vớ vẩn kẹp thêm vào thì nó có gây được mấy đâu. Thực ra thêm cái hiệu ứng là khi mà giam cầm ấy mà gây thêm được từ 50 đến 100 đam thì đúng là nó mạnh hơn thật, nhưng mà nó cũng không có quá là nhiều đâu anh em ạ. Nó chỉ có tác dụng nhiều với các cái con tướng gọi là dồn đồ thôi. Chứ còn tôi vẫn thấy là cái việc mà tăng cái thời gian khống chế thì nó hiệu quả hơn. Ví dụ bây giờ đang 1,5 giây cho lên 2 giây là khác biệt ngay. Đấy, chỉ có 0,5 giây thôi nhưng mà nó đã khác biệt hoàn toàn rồi. Chứ còn bây giờ thêm đam thêm từ 50 đến 100 đam thì thực ra thêm 50 đam bọn này đánh chậm mà, nó có những cái con tướng khác thì đấm được mấy cái đâu. Đấy. Có con ví dụ Berserker chẳng hạn, hay là Flame Wizard nó đánh nhanh thì may ra nó mới có cái tác dụng của nó. Còn này cũng được này. À u hay là chơi Warrior nhỉ? Ờ đúng rồi. Chia sẻ với anh em ngay từ đầu đấy là tôi chơi counter mà, tôi có chơi Greeter đâu mà. Tôi thấy cái bộ Greeter nó không mạnh đến nỗi mà anh em phải tốn quá nhiều là vào cái việc counter. Nếu nhá, như ở trong một trận đấu ấy mà tôi gặp cái bộ Greeter thì tôi cũng chả quan tâm đến nó làm gì. Đấy. Bởi vì là có rất nhiều thằng khác nó đáng sợ hơn rất nhiều, ví dụ như là Shaman hay là Hunter chẳng hạn. Những cái bộ đấy mới là những cái bộ mà cần đáng phải quan tâm để phải cẩn thận. Chứ còn không không, mấy cái bộ Greeter thì kệ thôi, cho nó đánh thế nào đánh nó chứ còn quan tâm làm gì nhiều đâu. Late game thì có cả tỷ cái line up counter được. Shaman mate này rồi thì 9 Warrior này rồi 9 Assassin. 9 Assassin cái bọn này nó có một cái điểm yếu chí mạng đấy là nó phải đứng tụm anh em ạ. Bọn Greeter nó phải đứng bo góc và nó đứng tụm thì nó mới mạnh. Đấy. Và chính cái sức mạnh đấy của nó cũng chính là cái điểm yếu chí mạng của cái bộ này luôn. Điểm yếu về cái cách xếp đội hình ấy. Bây giờ mà bộ Greeter mà nó đứng tỏa ra thì cái lồng của nó sẽ không hiệu quả. Nó sẽ úp, nó sẽ không hiệu quả.
Và chính cái việc mà nó đứng tụm lại thì khiến cho là những cái bộ như kiểu Lăm Rồng nó già nó phọt trưởng vào cái đám đông cực kỳ là kinh khủng luôn. Hay là con Thunder nó xả trưởng vào, hay con Rồng Lăm Đô chẳng hạn, nó mà khạc một phát vào cái đúng cái vị trí mà tụm lại như thế thì chết hết cái chỗ đấy thôi. Nó rất là kinh khủng. Đấy. Rất là đáng sợ luôn ấy. Nếu mà gặp Lăm Rồng 9m hoặc là Lăm Rồng 6m thôi là đã sợ rồi. Gretor tôi nghĩ là không có cái cửa mà đánh lết đâu anh em. Thế nên là có cái vấn đề đâu mà phải counter nhỉ? Chả có cái vấn đề luôn. Anh em lên counter ở những thằng kiểu Saman hay những cái thằng mà nó khó chịu kiểu Meteorite các thứ ấy. Khó chịu cực kỳ luôn. Mấy thằng kiểu Insectoid chẳng hạn, mỗi round đẩy 20-30 máu cực kỳ là khó chịu. Hay là Beast chẳng hạn. Đó là những cái thứ mà đáng sợ ở cái thời điểm hiện tại anh em ạ. Trận này có vẻ như có thằng chơi God. Không biết là God gì, có khi nào nó là cái con trộm chó không? Rất có thể nó sẽ là trộm chó khi mà mua hai con mục sư. Mua hai con mục sư sẵn để đấy, không thể bán đi mà không eco. Chả biết được nhưng mà kiểu linh cảm thì thấy thế anh em ạ. Không phải eco mà lại mua hai con mục sư cho vào. Ở trong cái hàng tướng mở rộng thì lại lấy cái con heo nhìn trông rất giống trộm chó luôn ấy. Khả năng là trộm chó nên là cái bùa tâm linh là tôi đã chuẩn bị sẵn từ đầu rồi. Một cái rồi. Chắc chắn là bùa tâm linh là không để rèn rồi nhá. Nhìn thấy có dấu hiệu là phải là giữ lại ngay. Ở đây chúng ta có cái rào cản ma thuật. Trận này có lấy không? Có mết. Thậm chí là trận này tôi thấy là còn có bóng dáng của Mết Saman. Thằng Mết Saman đang eco, đang chuẩn bị lật kèo kìa. Có lẽ là chúng ta sẽ lấy cái trận ma thuật này để giảm cái sát thương phép. Đánh nó cũng không cần phải lấy đồ thủ nhiều, cũng không cần phải lấy đồ đam nhiều mà phải dựa trên. Nhưng mà đối thủ nó chơi cái gì anh em ạ? Tôi thấy đối thủ trận này là có vẻ như là bắn trưởng hơi nhiều ấy. Nên là thôi, chúng ta cứ lấy những cái món đồ kháng phép cho nó an toàn. Ok, mạnh đấy chứ, mạnh đấy. Rồi, mà cái trận này nhá, nếu mà mạnh như này là giữ tiền là ngon này. Đấy, level 6, 50 tiền, quá tuyệt vời anh em ạ, ra đu mà. Level 6, 50 tiền, đó. Chả cần phải lên 7 làm gì cả. Bởi vì lên 7 nó cũng không mạnh hơn, lên 7 thì kẹp thêm một con Berserker à. Thêm là con Berserker thì nó có mạnh hơn được nhiều không nhỉ? Thấy cũng như thế, cũng chả mạnh hơn. Thay vì cái việc là up lên 7 thêm một con Berserker, tại sao con Berserker 1 sao này nó không vẩy được nhiều lần? Nó không may mắn để nó có thể vẩy quạt được nhiều lần. Chính ra cái trưởng vẩy của con Berserker này rất khỏe nhá. Vừa có cái hiệu ứng giảm tốc độ của đối thủ luôn. Lại vừa gây được cái lượng đam lớn. Khá là hay. Ơ kìa. Đừng bảo ra lại thua nhá. Thằng Hunter. Ui cứng lắm, trông cứng lắm anh em ạ. Doom còn cứng. Ờ, chắc chắn là chiến thắng rồi. 6 Warrior cơ mà. 6 Warrior tầm này cứng lắm. Mấy cái bộ vật lý nói chung là không có cửa nào mà ăn được. Nhưng mà cái trận này tôi biết là tôi cũng sẽ không có cửa ăn được những cái thằng bắn trưởng, nên là tôi cũng chả up cấp làm gì vội cả. Để đây kiếm con Aquaman. Xong nếu mà giả sử nhưng mà ra được Aquaman ấy thì còn up cấp rồi nhét thêm cá vào thôi. Chứ còn cái tầm này up cấp lên thì nó cũng có giải quyết được vấn đề đâu. Gặp mấy cái thằng mà đánh tay thì chúng ta vẫn thắng. Còn nếu mà gặp những cái thằng mà nó bắn trưởng thì chúng ta vẫn thua. Đấy nên là thôi cứ kệ thôi. Chứ còn bây giờ may mắn thì gặp mấy cái thằng sát thương vật lý thì giữ được cái coi như là lượng máu với lượng tiền này lâu lâu một chút. Chứ còn nếu mà gặp liên tục gặp mấy cái thằng bắn trưởng thì rõ ràng có không có chuỗi đâu. Chúng ta sẽ mất chuỗi sớm. Như cái thằng này là vẫn có cửa ăn được. Mặc dù nó là cũng là khá nhiều trưởng đấy. Có cửa ăn được không? Không không không, tôi không nghĩ là ăn được. Chưa hết những cái con quan trọng à. Thằng này là Metalite nữa. Vừa là những cái con bắn trưởng vừa là Metalite. Kết liễu rất nhanh. Đó, lý do làm sao mà không up cấp là vì thế. Bây giờ up lên cấp 7 kẹp thêm 2 Glacier vào vẫn thua thôi. Đấy.
À thôi, cứ để từ từ mua con Glacier ở đây rồi. Bao giờ 50 tiền rồi áp dần lên level 7 rồi kẹp sao. Mà lên 7 rồi áp dần lên 8, rồi một phát là lên 9 luôn ở round 21 ấy anh em ạ. Cái bộ này nó có cái tiêu chuẩn của nó là round 21 là lên 9 Warrior. Chứ còn đến cái tầm round 21 mà vẫn chưa lên được 9 và chưa đủ 9 Warrior thì cái bộ Warrior nó khá là toàn đấy, khá yếu. Round này khả năng là vẫn thua này. À không, giết được con Zipper là ăn. Rồi. Cứ giết được con Zipper tung trưởng là ăn rồi. Con đấy nó gây sát thương thuần rất là nguy hiểm. Thực ra là với cái tầm này chúng ta vẫn giữ máu tốt. Và bây giờ 50 tiền rồi. Mà áp dần rồi anh em nhá, không có gì phải vội. Bộ này là một phát là lên 9 luôn ấy, chứ còn cũng không có đánh ở 8 đâu, 7 nhiều đâu. 9 Warrior một phát lên 9 luôn thì nó mới mạnh được. Đấy, xong rồi lại lên 9 là kiếm được cái con ví dụ Doom 2 sao này. Đấy, hoặc là ra được mấy cái con 5 đô ấy thì bắt đầu là dí thẳng lên 10 luôn. Đấy, lên 10 kiếm 5 đô. Chứ không đánh ở level 9 nhiều. Lên 10 vừa kiếm được 5 đô lại vừa kẹp được cá nữa. Hoặc là kẹp được Kira cũng ngon. Trận này khả năng là trộm chó là chắc chắn ở đây anh em ạ. Tôi vừa soi bảng rồi thấy khả năng là trộm chó là rất cao. Mà không có thằng nào chơi Gladiator mới cay chứ. Trận này lúc đầu tôi cũng ra Gladiator rồi, nhưng vừa sau nó ra nhiều Warrior quá. Thế là tôi quay xe mất rồi. Và cái tầm này thì bây giờ mà quay xe trở lại Gladiator thì nó lại bị muộn rồi. Chả có tận dụng được cái tài nguyên gì mà bây giờ chả nhẽ lại đi roll để kiếm mấy con Gladiator. Không. Cái thằng đấy thì thôi để xử lý ở late game đi. Chứ còn bây giờ cũng chả quan tâm. Bây giờ cứ chúng ta cứ ổn cái đã. Ui mặt lạ điên ạ. Đây là cái món đồ mà tôi không cần. Thực sự là tôi chỉ cần những cái món đồ thủ. Chứ Warrior bây giờ tôi lấy toàn đồ thủ thôi mà. Mấy cái đồ con Berserker bây giờ tôi cũng không lấy. Berserker thì nó có cái gì, nó có cái gương này, nó có nó gọi là gì, mặt lạ điên MOM này, hay là cái hai tia đấy, nhưng mà tôi có lấy đâu, tôi bỏ qua hết rồi, tôi rèn luôn để cho đồ cho Doom sau này nó gánh. Đấy, gặp những cái thằng tung skill này thì thua rồi, chịu rồi. Đẩy nhiều máu thật sự. Ra con gấu này. Kẹp gấu vào thì có thêm 2 bit. 2 bit tạm thời như này đã. Tôi sẽ up dần lên thôi. Lượng máu bây giờ là đủ để cho chúng ta có thể là chạy dần dần lên level 9. Có thể là này sẽ mất một chút nữa, không sao. 17, 18, 19, 21 là phải lên 9 rồi. Tiết kiệm tiền như này thì 21 chúng ta sẽ lên được 9 thôi. Lúc đấy thì đủ bộ. 9 Warrior bây giờ là đủ rồi đấy anh em ạ. Trên bàn cờ là có 6 con và ở dưới cái hàng chờ là có 3 con Warrior nữa. Chúng ta đã đủ 9 Warrior rồi. Bây giờ chỉ còn là lên được cái cấp level 9 không thôi. Đấy, trộm chó ấy. Nhưng mà không sao, tôi đã để dành cái bùa tâm linh rồi. Tí nữa mà cái thằng này mà nó khỏe lên mà nó sẽ phải solo thì chắc chắn nó sẽ là 3-4 cái tấm bùa tâm linh luôn để chơi với nó luôn. Đấy. Thua này. Gặp mấy thằng tung trưởng này thua chịu. Rồi. Lên sần lên level 8, level 9. Tạm thời cho Berserker gánh đã. Chuyện này một lúc mà tôi bây giờ tôi tụt máu xuống là đứng ở top dưới ở đây này. Căng phết nhỉ. Có thằng nó level 8 là 50 tiền rồi kìa. Chính ra trận này không có chuối, không có gì cả nên là cũng hơi ấy nhỉ. Trông đánh nó cũng tiền, nó cũng có vẻ nó hơi ít so với bình thường. Không có chuỗi thua, không có chuỗi thắng, không có gì hết nên là cảm giác tiền nó ít quá. Nhìn những cái thằng khác cái tiền nó khá là nhiều.
Tôi hiện tại tôi vẫn đang thiếu con sói đúng không? Chưa có sói. Con quan trọng. Sói khá quan trọng. Rồi chúng ta sẽ gặp đối thủ cuối cùng. Đó chính là cái thằng Than. Than chưa gì. Than. Ui mẹ. Vãi cứt. Kêu của con gấu Saman 2 sao ạ. Tiền nhiều vãi đái luôn. Saman Metalist anh em ạ. Chuẩn bị lên 9 lên 10 nơi rồi này. Căng thật sự. Round này chắc đẩy sắp mặt luôn. Hy vọng là con Berserker của tôi nó gánh được. Trời ơi nó ra bài to như này. Anh em nhìn có cả Best Omen kìa. Bài to thật sự. Ăn được không? Được kìa. Vẫn ăn được anh em ạ. Điêu nhỉ. Chứng tỏ cái có cái kháng phép nó cũng ngon đấy. Ngon đấy. Thằng này sắp đi rồi này. Trông bài to thế mà vẫn ăn được. Chắc là vì là chưa đủ 6 Saman. 4 Saman thì vẫn yếu thôi. Chưa đủ sức mạnh. Phải lên 6 Saman cơ. Trận này nói chung là tôi sẽ dí lên 10 sớm rồi. Tôi kiếm cái hàng 5 đô hoặc là 4 đô 2 sao nha anh em nhé. Chỉ hơn một chút ở level 9 thôi. Tăng cái tốc độ trận đấu lên. Đánh kiểu đánh cũng không lên đánh quá về siêu lết. Đánh vừa phải thôi. Chắc là tôi nghĩ là làm nào để kết thúc trận đấu ở round thứ 35 là vừa đẹp anh em ạ. 35-36 thôi. Đừng có quá về cái round 40. Bộ Warrior này cũng không phải là cái bộ đánh siêu lết đâu. Ok. Rồi lấy đồ kháng phép anh em nhá. Trận này tôi phải lấy đồ kháng phép thôi. Rồi lên 9 cái đã này. 9 Warrior cái đã. Thế thôi. Không roll gì cả anh em nhá. Chỉ có gì cấp lên 9 thôi. Sau rồi lại đánh từ từ. Bộ này tôi nghĩ là lên 10 luôn. Kẹp cá vào anh em ạ. Hoặc là kẹp giả sử như mà nó ra là cái món đồ Kira, chúng ta sẽ kẹp Kira. Lúc đấy thì mới trụ được. Trận này đang ngại nhất là gì? Ngại nhất là cái thằng trộm chó ấy. Thằng trộm chó bây giờ máu nó có nhiều chứ. Máu bây giờ nó 73 máu. 73 máu còn rất nhiều máu luôn. Mà cái bộ đấy nó lại khá là counter. Cả cái bộ người nước này này. Nhưng mà người nước này bây giờ mới có như 2 sao thì cũng không ăn thua. Đang giữ tiền cũng chưa thấy roll. Mười bảy máu luôn. Đây rồi, thiếu một con Doom thôi. Giờ ra Doom. Roll không? Tôi không muốn roll anh em ạ. Bởi vì tôi thấy là trong cái bộ 9 Warrior cái con Berserker nó lên 2 sao là cũng có thể gánh được ấy. Tầm này roll nó hơi phí. Để phát lên 10 luôn ấy. God Warlock, Saman này, trộm chó, Metalit, có đầy đủ cả Hunter nữa. Hunter đang có chuỗi nhá. Cái chuỗi của Hunter khả năng nếu mà gặp tôi là tôi đớp rồi đấy. Sang đi. Ui ơi gặp luôn. Quá tuyệt vời. Thế thì ăn rồi. Ui giời ơi. Ui, con súng nó còn bị kéo ra kìa. Phải đài. Thôi thôi xin nhá. Xin chào, đây là bản tin làm việc. Và hôm nay là câu chuyện của một thằng người ta gọi là sạc thôi. Từng ưu tranh trên trang trang giờ bất ngờ cho thần đời. Tại phú hình nghe đi cái chuyện đây không phải đùa. Ông thì bị giam giữ tham nhũng. Là anh ra lũ con trẻ cơ. Từng là mờ mò để chắc nhưng rồi bỏ học. Giờ thì công an đến cầm giam không một lời phục. Tội danh là tham nhũng, buôn lậu và lừa đảo. Nhìn nhà đầu tư phát hiện và đưa ra tố giác. Chân thật lòng bảo chuyện nhớ cổ phần lợi dụng cả tin đồn. Thị trường xôn xao mãi xa hôn đều cao. Ai cũng đặt tên gắn liền với ông Thủy đã tăng lên hệ thống. Nhưng giờ đây đang bị buộc phải trả giá đắt. Anh nương giao dù tất cả đều trong tay. Nhưng vấn đề lớn nằm ở đây. Vụ tòa thuận không đẹp đẽ. Tên là đâu lộng loạn không trả. Công ty lớn nhưng vấn đề đang trở nên rối bờ. Bộ phận lãi suất cao mà không có tiền. Cả một vũ trụ lừa đảo nhưng ai sẽ cho xe rơi vào vậy kia không biết. Vậy nên hãy cẩn trọng trong việc đầu tư. Đừng để mình trở thành nạn nhân bởi tiền của bạn chỉ có một lần. Đừng để cái lừa đảo cướp đi mất lòng tin. Và hãy sốt kênh của chúng tôi. Bản tin Rapid hey yo.
Anh em thân mến, cái đoạn rap anh em vừa nghe chính là cái sản phẩm âm nhạc đầu tay của tôi. Nó cũng chính là cái bước đầu tiên trên cái con đường chinh phục âm nhạc của tôi. Thực ra là cái kênh Bản Tin Rap Việt ấy, thực ra nó không phải là cái ý định ban đầu của tôi, mà nó chỉ sinh ra trong cái quá trình mà tôi học nhạc, tôi làm nhạc. Thì tôi có cái ý tưởng là tôi cũng làm thêm một cái kênh nữa để chúng ta có thể là làm cái tin tức hàng ngày và đưa những cái giai điệu rap vào. Đấy, biến những cái bản tin khô khan thành một cái bản tin có giai điệu. Đó, cho các anh em mà có đam mê với cái thể loại âm nhạc nhạc rap thì anh em có thể là vào và anh em theo dõi kênh đó. Sau mỗi một ngày tôi sẽ cố gắng tôi tổng hợp các cái tin tức nóng ở trong ngày, tổng hợp lại và viết lại thành rap, sau đó thì hòa âm phối khí cho nó để đưa lên thành một cái video nha anh em nhá. Đấy, nó sẽ là một cái bản tin và được đọc bằng cái giai điệu của rap. Và nó sẽ có thể phát hành hàng ngày. Đấy cái chính là cái sự cố gắng hiện tại của tôi. Bởi vì thực ra để mà mỗi ngày mà được một cái video như thế thì nó phải có một sự tập trung rất cao độ, và cái thời gian làm việc nó cũng nó rất là gấp gáp, rất là căng. Tôi phải nói thật với anh em là cái thời gian ngủ ấy, mỗi ngày của tôi bây giờ hiện tại ấy, là nó chỉ rơi vào đâu đấy nó khoảng 4 đến 5 tiếng thôi. Đấy. Còn ăn uống, tắm rửa chắc là gói gọn vào trong vòng khoảng 1 tiếng. Đó, anh em biết là cái thời gian làm việc hiện tại của tôi là rất căng, bởi vì kênh mới thành lập và cũng phải sản xuất hàng loạt video rất nhiều và phải nghĩ rất nhiều. Phải sản xuất rất nhiều. Và đây là công việc sáng tạo nên là nó khá là mệt mỏi, chứ nó cũng không có nó không thành một cái nó giống như là chúng ta làm toán thì chúng ta có công thức, hay là chúng ta làm một cái công việc gì đấy mà nó lặp đi lặp lại nhiều ấy, thì chúng ta sẽ quen. Thì bây giờ hiện tại tôi là mới nên là tôi cũng chưa có quen được với cái việc là sản xuất theo kiểu là công nghiệp đó. Vẫn phải là suy nghĩ rất nhiều. Thì hiện tại là đang có cái nó đang bị là gì, là bị hơi căng so với cả cái sức khỏe của tôi. Đấy, tôi đang vừa phải coi như là sản xuất âm nhạc này, xong đó thì cuối ngày nhá là rất là mệt rồi. Đấy, nhưng mà vẫn phải cố gắng là ra video clip auto chat. Đấy, anh em biết là nó căng là như nào, cực kỳ căng luôn. Trong khi đấy là kênh mới nhá, là mình phải làm hết, mình phải làm gần như toàn bộ tất cả cái công việc. Bình thường nếu mà ở trong một công ty nó sẽ có nhiều cái bộ phận khác nhau để chúng ta có thể người này làm việc này, người kia làm việc kia. Thì bây giờ hiện tại là tôi gần như là tôi những cái gì mà không thuê được thì là tôi phải làm. Đấy, những cái gì mà mình làm được mà không phải thuê ấy, là mình phải cố gắng mình làm cho nó bớt cái chi phí đi, chi phí cho cái kênh mới đi. Với kênh mới xác định bây giờ nhá, là gì, là mất tiền đấy. Tức là cái giai đoạn đầu là phải mất tiền đó, mất tiền để đầu tư, nó gọi là đầu tư ban đầu. Sau đấy một thời gian khi mà kênh nó bắt đầu nó nổi lên thì nó mới gỡ lại được, gỡ lại bằng cái lượt view này, rồi các anh em mà yêu quý có thể ủng hộ ở trên kênh đó thì nó sẽ gỡ lại sau. Nhưng mà cái thời gian ban đầu lúc nào cũng là cái thời gian khó khăn nhất, bởi vì anh em cũng biết là tôi là cái người trái ngành trái nghề, tôi không có quen biết ai, hay tôi không có cái mối quan hệ gì với cái giới làm nhạc cả. Đấy, mà tôi là tự mình là tự thân hết, thế nên là khởi đầu lúc nào nó cũng sẽ khó khăn hơn so với cả những cái người mà người ta ở trong giới, hoặc là người ta đào tạo từ cái trường lớp, sau đó người ta lên người ta có những cái mối quan hệ ở trong cái ngành này. Thì tôi không có đó. Nó cũng giống như cái lúc đầu tiên khi mà tôi làm cái kênh YouTube Game Today thôi, nó cũng vậy. Rồi, tôi nghĩ là tôi sẽ xả hết tiền. Xả hết tiền luôn anh em nhá. Kiếm con Doom 2 cái đã này. Cái Tsunami này. Giờ kiếm con Doom 2 như này đi. Con này vào thay con này. Đó. Có thêm beat nữa. Có thể là chúng ta có Doom 1 thì nếu không có Doom 2 thì tôi sẽ đập trứng cho cái con Velomancer lại cũng được. Velomancer cầm đồ cũng được. Nó cũng có cái sức mạnh của nó đấy. Nó không yếu đâu.
Velomancer trong bộ 9 Warrior cũng rất trâu. À ui đây rồi, vừa ra Velomancer 2 sao lại vừa ra Doom luôn. Nhưng mà Velomancer này bây giờ tính là có lên lấy không à. Về căn bản là gì? À, bây giờ tôi lại nghĩ tôi kẹp cá vào ngon hơn. Kẹp cá vào chuyện này có nhiều mết. Con thuyền trưởng này sẽ thay con God of War anh em nhé. Chúng ta có cái slot để vứt ra. Đây. Thuyền trưởng à? Từ từ đã. Thuyền trưởng tí nữa sẽ thay cho cái con Spirit. Con Stone Spirit. Lên được 2 sao thay. Trận này là có trộm chó nên là cũng phải có cái việc là dồn đồ cho Doom đấy. Chứ còn tôi nghĩ là kể cả ra Velomancer 2 sao cũng chưa chắc là dồn được đồ đâu. Vẫn phải dồn cho Doom. Không mà tí nữa ấy, tôi bị trộm chó nó gặp là nó đẻ cho thì ối rồi ôi luôn. Hay là nó hồi máu liên tục ấy. Bộ này nó không có khả năng hồi máu, nó chỉ trâu giáp thôi anh em ạ. Nó cũng khá sợ. Nếu mà gặp trộm chó ấy, late game có thể chuyển sang Warlock cũng được. Nhưng mà đấy là cái câu chuyện của tương lai. Chuyển sang Warlock cũng không sợ trộm chó đâu nhá. Không phải chỉ có cái bộ Creator đâu mà chính cái bộ Warlock ấy, 6 Warlock nó cũng không sợ. Đấy nhưng mà late game bây giờ còn nhiều bộ lắm. Bây giờ còn mấy cái thằng Hunter mà chuyển sang Warlock sớm thì toang. Cứ phải giữ Warrior đánh nhau với Hunter anh em ạ. Ok. Rồi. Chúng ta có cái chuỗi tím luôn rồi. 8 trận thắng liên tiếp. Có chuỗi hồng à. Sắp vàng lên rồi anh em ạ. Warrior bây giờ nói chung là counter và khá nhiều line up nhá. Riêng mấy cái bộ hot bây giờ là gần như là cái bộ Warrior counter hết rồi. Hunter này, rồi Beat này, rồi cái gì? Assassin, Clive, ủa toàn bộ hot luôn. Warrior counter hết. Bây giờ chơi Warrior này chắc là chỉ sợ mỗi 6 Warlock với cả sợ Shaman thôi chứ còn có sợ bộ nào đâu. Nhưng mà Shaman tôi lấy toàn đồ thủ phép cái này thì cũng chả sợ. Anh em thấy tôi lấy bao nhiêu món đồ thủ phép luôn, tôi còn kẹp cá nữa. Đấy, ôi trận này có thằng chuyển sang Glitter này, nhưng mà Glitter cái tầm này yếu rồi. Gặp trộm chó chả đẩy được bao nhiêu, mà gặp nhà khác thì chắc lát người. Glitter gặp tôi chắc chết luôn. Hunter không tính tiền. Bắn vào tự ngửa. Đồ thì cũng thế giới đấy, có trừ giáp kìa. Có trừ giáp, có hút máu, có búa sét. Nhưng mà tôi cũng không nghĩ là tôi thua đâu. Doom này nó trì lắm anh em ạ. Anh em thấy không? Dẹp ngay. Doom đồ thủ nhiều. Đánh, nói chung là bắn vào xong nó bị phản đau cực kỳ luôn. Giáp xoay nó còn mỗi lần nó xoay là nó trừ 150 máu nữa. Cái bọn Hunter máu nó rất là bé, giáp bé là cái xoay nó rất đau. Mà xoay xung quanh ấy nó còn có trừ giáp. Nó còn có cái giáp thép nó trừ giáp nữa, nó cái combo nó khá là khỏe. Combo phản đam nó khỏe phết đấy. Con này bây giờ nó cần thêm. Chắc là tôi nghĩ là chỉ lấy đồ cam thôi anh em ạ. Bây giờ con Doom này sẽ lấy là cái gì? Lấy những cái món đồ cam, ví dụ như là cái giáp cuối, giáp xương, hoặc là cái vương miệng. Tôi nghĩ là những cái món đồ đấy, hoặc là cái hút máu ấy. Cái hút máu là cái cần. Bởi vì cái bộ này nó không có hút máu, nó không có cái hồi máu. Nên là cái món hút máu cuối là khá là ngon đấy. Tức là bây giờ 3 món đồ cam là trên tổng số là gì? Là 7 món là cần rồi. Nhưng mà chưa tính đến những cái món như là ví dụ như là cái con kiếm nhỉ, cái con quả kiếm thần, hay là cái cấp điên nhỉ, thì cũng là những cái món đồ dùng được hết. Vậy là ở đây là chúng ta dùng 5 món trên tổng số là 7 món là có thể dùng được. Nên là cực kỳ là ngon luôn. 5 món trên tổng số 7 món là có thể là xài ngon nghẻ cho cái bộ Warrior này. Thậm chí cái búa set cũng không đến lỗi nào nhá. Đấy, búa sét cũng không đến nỗi nào đâu. Chỉ có cái trượng trích với cả cái gậy hách thì có vẻ là hơi không cần lắm thôi. Đó.
cứ từ từ để dành đồ, không có rèn nhá anh em nhá. Những cái món đồ như là cái bùa tâm linh ấy là tôi chưa rèn được đâu. Cho đến khi mà cái thằng trộm chó nó chết thì chúng ta cũng không thể làm gì được. Đấy. Bây giờ có rèn ấy thì rèn cái MMM, nhưng mà tôi nghĩ là để cho con Berserker đánh nó cũng rất là uy tín. Tăng tốc đánh lia dìu nó nhanh, tăng cái khả năng lia dìu của Berserker lên. Đấy là tôi cũng vẫn không rèn anh em ạ. Cứ để dành cái món đồ nào mà thực sự là chúng ta không cần thiết chúng ta mới rèn thôi. Hiện tại là chúng ta có cái món là món huyết trượng là chúng ta có thể rèn được. Mà bây giờ cái huyết trượng này rèn thì nó ra đồ xanh lá thì không ngon. Đợi chút ra mấy cái món đều đều chúng ta sẽ bỏ ra, chúng ta vứt đi thành rác thôi. Thì lúc đấy rèn luôn ra món đồ cam luôn anh em nhá. Để dành đồ cam thôi, không chơi đồ tím nữa. Bây giờ mà lấy đồ tím thì cũng chỉ chăm chăm vào cái MOM thôi. À cái gì nhỉ? Cái gọi là cái gì? Đúng không? À không không không. Nó gọi là cái MKB. Không phải MOM. Gậy như ý ấy, bây giờ chăm chăm mà lấy cái gậy như ý hoặc là cái tôi nghĩ là à đây, ui giời có luôn này, cái bình minh này, bình minh gậy như ý. Trời ơi, lấy bình minh ngon nghẻ luôn. À hay lấy giáp chủ ta. Lấy giáp chủ ta cũng ngon nhá. Chuyện này lấy giáp chủ ta mới ngon anh em ạ. Hợp lý. Lấy giáp chủ ta chống cái bọn Hunter là khống chế. Late game mà đánh với Hunter đấy. Tăng giáp mà lại tăng phản đam luôn. Ok, như này là chúng ta sẽ có món đồ cam này. Nhưng mà bỏ một cái món đi, bỏ cái áo mưa đi vậy. Ok. Nhưng mà thấy vẫn hơi lãng phí nhỉ. Thôi, tôi nghĩ là chưa đổi được đồ cam đâu. Ra ngoài lấy đồ xám đây anh em ạ. Cố gắng lấy cái đồng xu. Rồi, đèn thế, còn có 6 đồ mà không ra đồng xu. Cố gắng rèn thêm đồng xu để đánh với Glitter anh em ạ. À sorry anh em, đánh với cả trộm chó. Cố gắng. Trận này có thể lui Berserker lên 3 sao, Doom lên 3. Rồi, gặp thằng này vô tư. Giáp to lắm. Chính ra là ngoài con súng ra và những cái con còn lại nó bắn vào con Doom thì nó chết rất nhanh. Anh em ạ. Tôi thiếu mỗi cái phản thôi. Tí nữa mà lấy cái giáp phản nữa thì ngon. Chỉ là phải chuyển lên cái đồ cam ấy. Đồ cam rất nhiều món nó lấy được. Đấy rồi, có đồ rồi. Trộm chó vẫn sống ạ. Giá như cái thằng trộm chó nó chết sớm đi rồi rèn với cái đồng xu. Bây giờ ai cũng đang đợi cái thằng đấy nó chết đấy anh em ạ. Kể cả cái thằng Hunter nó đã cũng cần cái con súng, nó cũng đang phải cầm cái đồng xu, đang tốn một cái slot cho đồng xu nên là nó cũng chả đấm được ai. Ok. Rồi, bỏ cái áo mưa nhá. Chúng ta giữ lại cái áo mưa đi. Áo mưa nó tăng kháng phép 25% đấy. Rồi, chắc chắn nó sẽ là cái này. Cái món đồ trấn phái ở bộ Warrior, giáp thép. Đợi thằng Saman chết là tôi rèn luôn cái áo mưa đi là xong. Vẫn còn cái áo mưa. Saman chưa chết thì để dành một chút. Rồi, thằng này nó không bắt được hai con cò của tôi. Nên là xác định ở round này tôi sẽ đấm nó sấp mặt. Doom vẫn sống thì nó sẽ Doom vào con tướng của nó thôi. Ơ kìa, Doom ở đâu đấy? Mày Doom hộ chúng vào cái con tướng của ta nào, cái con đắt lét nào. Ơ kìa, mai mà Doom vào chúng của đắt lét thua rồi. Thôi chịu rồi. Đắt lét là đồ khủng đấy. Ui ôi, đồ à, trông đắt lét đồ thế giới đấy nhở. Căng phết. Không biết thằng Hunter có liệu có xử được cái thằng đấy không. Mà nhìn trông cái đồ của nó toàn đồ thủ căng phết đấy. Có khi là chúng ta sẽ chuyển sang 6 đỏ nha anh em nhá. Tôi nghĩ tôi chuyển sang 6 đỏ lên game. Đánh lết thì Warrior nó hơi đuối anh em ạ. Warrior tầm này chắc là chỉ đánh được cái nhà Hunter thôi.
Nếu mà còn một mình nhà Hunter thì có thể chơi Warrior được, nhưng mà còn hai cái nhà kia nữa. Bây giờ phải xem là hai cái nhà kia là có chết nổi không. Đó, chuyển sang 6 đỏ kẹp với cả Metalist rồi. Nhưng mà nó không câu ra con gấu anh em ạ, không câu ra con gấu. Vẫn chỉ đánh 2 Metalist thì khả năng sống hố nó rất cao khi mà gặp cái mấy cái nhà kiểu Hunter hay là nhà cái nhà trộm chó. Bộ đỏ này thì nhà trộm chó sướng lắm. Vừa lấy Saman thì còn sợ chứ còn đỏ thì quá sướng luôn. Máu nhiều xong rồi nó hút máu nó càng được nhiều. Con đắt led nó sẽ cực kỳ nhiều máu. Rồi. Chúng ta vẫn đang gặp Hunter quá ngon. Bây giờ có giáp thép nữa, thằng này sấp mặt với tôi rồi. Anh em ạ, à, giáp trâu cực kỳ to luôn. Mà cái giáp thép nó có cái vòng bảo vệ của nó rất rộng. Và cái giáp xương ấy, cái vòng bảo vệ nó lên tới 3 ô. 74 máu luôn mà. Vớ vẩn, cái thằng Hunter đi trước. Trộm chó chưa chắc đã đi trước Hunter đâu. Bây giờ phải chính tôi mới là cái thằng xử cái thằng trộm chó thì may ra. Chứ còn Hunter đánh trộm chó thì cũng chắc cũng lọt mỗi con. Vớ vẩn bị trộm chó nó bắt trúng vào con súng thì vớ vẩn còn bị đẩy nhiều chứ. Chả biết thế nào một lần. Thôi được à. Để tôi cố gắng tôi tiết kiệm một chút. Mấy cái đồ này nó vẫn ngon. Chưa có phải đổi vội. Cố gắng mấy đao anh em ạ. Cố gắng nhịn mấy đao. Mấy cái giáp này nó ngon mà. Đấy, lấy thêm đồng xu nữa đi. Cho thêm đồng xu cho con thuyền trưởng hoặc là con Tetsulami. Nhưng mà tôi nghĩ con Tetsulami thì nó không dễ bắt đâu. Mà cái con Doom này nó hơi ngu ấy anh em ạ. Cái con Doom của tôi nó toàn Doom một con nào ấy. Mãi nó mới Doom một con tướng chính của nó. Lại thua. Phải Doom là phải Doom trúng rồi con đất led ấy. Cứ Doom vào cái con nào ấy, không biết. Doom bây giờ chỉ có Doom vào đất led thôi. Mấy con kiểu God of Thunder có sợ gì. Chả sợ gì đâu. Lượng đam nó dập thì không đáng kể. Ok, ok, ok rồi, ok rồi. Cho thằng này đi đi. Làm nào để thằng này nó đi sớm ấy nhở. Hunter vẫn không giải quyết được vấn đề gì luôn. Để cái này có khi mạnh hơn á. Bờ Tetsulami 2 sao cho vào. Tầm này để con Omen nó sẽ vào để nó tăng cái khống chế lên mà nó cũng câu được nhiều thời gian. Nó 2 sao rồi mà. Gọi đệ, đệ nó gây đam nó cũng khá khá đấy. Giờ cảm giác đội hình của tôi nó đang thiếu cái đam chủ động ấy. Nó toàn là đam bị động đến từ cái phản thôi. Nên là đánh với Hunter thì sướng nhưng mà đánh với mấy cái thằng kia thì phản không được thì chết. Chúng ta bước đến cái round 35 rồi đây này. Như tôi dự đoán là chúng ta nếu mà cố gắng thì đánh kết thúc ở round thứ 37, 38 thôi. Chứ còn nếu mà để đến round 40 thì chắc cái đội hình này toang. Để đến 40 thì kiểu gì cũng toang luôn ấy. Cái thằng trụng chó lên 10 thì nó sẽ kẹp là 6 và lock vào kết hợp với cái con đắt led thì tôi không đỡ nổi luôn. Kể cả có đúng trúng thì cũng không ăn được bởi vì nó có cái vương miệng rồi. Đấy, còn đối với cả cái thằng Hunter ấy, thì nó có thể là chuyển sang Witcher thì tôi cũng rất là đáng sợ luôn ấy. Khó thật. Nên là phải kết thúc sớm đi, không được để cho bọn nó có tiền mà nó dẫy. Bây giờ kết thúc sớm thì phải chuyển sang cái bộ gì ngon nhỉ? Thôi, nói chung là cũng chưa biết, cứ để thế này đã anh em ạ. Tôi thấy như này vẫn ổn. Giờ đổi đồ cam ra thôi, đổi đồ cam ra chơi thôi. À. Hút máu, tôi nghĩ là cái hút máu đó. Chứ còn cái búa xét thì bây giờ cái tầm này nó cũng không mạnh đâu. Cái bộ này nó không phải cái bộ mà nó đánh nhanh được. Cầm cái búa xét nhưng mà đấm lưng mà mấy cái đâu. Không ăn thua. Nói chung là cứ lấy những cái món đồ mà heo thì một chút, sống dai. Con Doom sống được thì nó mới Doom được. Đây này, rào này đã đẩy được rồi. Đánh chiến thắng rồi. Nhưng mà không biết là có đẩy được nhiều không. Lọt được mỗi con.
thậm chí là con rớt rất có thể nó sẽ a à, không không không, nó không thể có cơ hội giật chết được tôi đâu vì nó đã chết rồi. Đấy, đấm mũi đao 10 màu luôn này. Rồi rôn tiếp. Làm nào con Doom lên được 3 sao nhỉ? Linh hồn ánh sáng, từ từ nhá. Tôi nghĩ lại rồi, nếu mà để đánh với Hunter late game ấy, mà tránh cái trường hợp là bị chuyển sang Witcher ấy, thì chúng ta sẽ chuyển sang trộm chó luôn. Có một cái hay là sau khi mà thằng trộm chó chết ấy, nếu mà đối thủ không để ý tôi có con Light of Breed ấy, có thể nó sẽ bán hết những cái đồng xu đi. Và một khi mà nó đã rèn đồng xu rồi thì nó sẽ không có cái cơ hội quay trở lại đâu. Nên là mượn cái đối thủ chơi trộm chó để chúng ta có thể chơi trộm chó late game. Hết game chuyển sang trộm chó cắp được cái con súng thì quá tuyệt vời luôn. Ok. Ủa đấy. Bây giờ chuyển sang trộm chó xong rồi cướp con súng 3 sao về bắn thì chắc là 3 giây là toang đội hình địch thôi. Mà tầm này tôi vẫn ăn được này. Không biết là đối thủ bây giờ lên được cái con súng 3 sao rồi thì có liệu có chuyển sang Witcher không. À, Witcher thì cũng đã có cái phương án dự phòng ở phía dưới rồi. Chuyển Witcher sang một cái tôi xả hết cái đống tiền này tôi form về cái bộ trộm chó luôn. Chính ra Hunter bảo là giữ máu nhiều nhưng mà trận này còn không giữ máu nổi bằng tôi cơ. Anh em nhìn cái bộ Warrior của tôi nó giữ máu nó còn khá hơn cái bộ Hunter của thằng kia rất nhiều luôn ấy. Thề. Chứng tỏ là Warrior này cũng khá ổn trong meta này chứ. Nó là do cái sở thích của cái lobby ấy, của cái người chơi ở trong cái thời điểm hiện tại ấy anh em ạ. Họ là bây giờ họ đang thích chơi những cái line up mà nó gián tiếp làm cho cái bộ Warrior này nó sống nó rất là mạnh mẽ ở trong cái lobby đấy, ở trong cái trận đấu đấy. Nào là Clyde này, rồi thì nào là Hunter này, nào là Assassin này, đấy, những cái bộ đấy thì rõ ràng chơi 9 Warrior chúng ta còn không cần phải nghĩ luôn. Trộm chó này thì cứ dồn đồ cho Doom xong rồi kiếm đồng xu thôi. Thậm chí là còn chả cần phải chuyển sang Greater luôn ấy. Thề. Trông con Doom của tôi nó như thế kia, máu đầy thế kia. Doom một trúng con Dunlet rồi. Thôi. Trận này nhưng mà đây là bóng à. Tôi tưởng là trận này mà không phải là bóng thì cũng đẩy cũng căng đấy. Mà thôi trận này là bóng thì kể cả hòa thì cũng vô tư, cũng chả có vấn đề gì. Hòa thì cũng không ai mất máu và thắng thì cũng không ai mất máu. Một tiền bây giờ nó không là thành vấn đề nữa rồi anh em ạ. Giờ tôi có 50 tiền để tôi roll mà. Round sau nó sẽ lên 70 tiền. Vớ vẩn ăn được này. Trông con Doom thế thôi nhá. Nhưng mà khỏe phết đấy anh em ạ. Rồi đi rồi đi rồi đi rồi. Hunter là cái thằng xử lý. Hunter là xử lý hộ tôi. Đỡ mất thời gian. Rồi nếu mà chơi với Hunter thì thôi nhỉ. Để Warrior này là mạnh rồi, cần gì phải chuyển. Đấy. Rồi rồi, rèn hết mấy cái đồng xu thôi anh em. Và tôi nghĩ là cái round này thì đối thủ chắc là cũng sẽ giống tôi là rèn hết mấy cái đồng xu. Tuy nhiên là đối thủ không có chuẩn bị trước mấy cái con ở trong cái bộ trộm chó như tôi. Còn tôi thì đang chuẩn bị ở dưới này rồi. Sơ hở một cái là cho trộm chó vào ngay. Cứ đủ bộ một cái là cho vào. Giờ tầm này chưa đủ bộ thôi, cứ để ngoài đã. Bao giờ cứ full 2 sao rồi tính. Ở đây tôi đã có sẵn quả trứng rồi. Một line spirit nữa thôi. Rồi, liệu rằng có kết thúc vào trận đấu này không? Hunter bắn thì cũng khỏe đấy. Nhưng mà cái con Doom của tôi thì nó đồ nó phải nói thực sự ở thế giới. Chỉ kinh khủng luôn. Giáp rất to ở đây. Không những là giáp đứng một mình to, tự thân to mà xung quanh những cái con quái nó còn được hưởng rất là nhiều giáp. Đến từ hai cái giáp. Giáp thép với giáp xương luôn. Chúng ta vẫn không thể nào mà có thể thua được ở lao vừa rồi. Quá tuyệt vời anh em ạ. Rồi. Rồi tiếp. Ủa không à. Nhưng mà thôi. Ủa không chả để làm gì. Ra làm đồ nhưng mà toàn những cái con không cần anh em ạ. Rồi. Doom này. Quả trứng này tôi nghĩ là tôi cũng sẽ không đập cho Doom vội đâu. Từ từ đã, round sau xả hết tiền kiếm xem có được thêm hai con Doom nữa không.
Nếu mà thêm hai con Doom nữa thì tôi sẽ đập hai quả trứng này kiếm con Doom 3 luôn. Chúng ta kéo lết đến tận 40 anh em ạ. Vãi đài. Kéo đến 40 nhưng mà cái đối thủ của chúng ta bây giờ là Hunter, không ngán lắm. Trừ khi chuyển sang Witcher. Không biết nó có chuyển sang Witcher không. Chuyển sang Witcher thì hơi sợ một chút. Hơi sợ một chút, cũng chả sợ nhiều lắm đâu. Chuyển sang nếu mà chuyển sang Witcher tôi chuyển hẳn sang cái bộ trộm chó, có gì đâu. Để sẵn ở đây rồi. Chỉ cần cướp được con co thì cũng toang thôi. Ok, hơi đen như cái đao vừa rồi. Làm nào để chúng ta có món đồ cam tiếp theo đây. Với cái món đồ mà tôi đang dùng ấy, thực sự là nó đang có cái hiệu quả của nó anh em ạ. Trong việc chống lại cái bọn Hunter này. Nên là tôi cũng không rèn được cái gì cả. Anh em thấy là từ nãy giờ tôi vẫn thắng đấy chứ. Ui, ra nhiều Squadman không này. Trên này mới chơi Squadman vớ vẩn lên được 3 sao rồi ấy. Mỗi rào chỉ lọt nó mỗi con. Con Doom này chắc mất 6 máu. 5 máu ạ. 3 rào nữa mới kết thúc. Liệu rằng nó chuyển sang Witcher không? Tôi thấy có Batman có gấu to như này rồi. Đấy rồi, ui thiếu một con Doom thôi. Doom 3 sao chết với tớ. Ra được không? Hết giờ rồi. Cay nhỉ, không ra rồi con Doom. Cần đúng một con nữa rồi. Tôi nghĩ là cái thằng này nó sẽ không chuyển đâu. Anh em ạ, bài nó to rồi. Chuyển Witcher cái hàng trên mỏng dính luôn. Khi mà chuyển sang Witcher thì không còn slot để mà nhét Battleman nữa. 4 Witcher kết hợp với cả 6 Hunter là nó full bộ rồi anh em. Đó. Ui, đang này có phải đi luôn không? Nhìn trông hơi nhiều nhá. Đi luôn anh em ạ, vãi đài. Đối thủ thậm chí còn chưa kịp chuyển sang Witcher để test. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng không dám chuyển đâu. Bây giờ để Batman 2 sao ngon hơn chứ. Để sang Witcher tôi nghĩ là cái hàng ở trên nó quá mỏng để có thể làm được cái gì chứ cái bộ này. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi video clip này. Anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Còn bây giờ tôi đi tôi sản xuất âm nhạc đây anh em. Vẫn tiếp tục sản xuất để ngày mai còn có clip ra. Anh em nhé, cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye.